Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, chiều 26 tháng 10 tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật nhà ở sửa đổi. Về thời hạn sử dụng chung cư, đại biểu cho rằng vấn đề này chỉ có thể giải quyết được nếu luật đất đai có quy định về quyền sử dụng đất ở có thời hạn. Nếu quy định các dự án bất động sản, đất ở, nhà ở, trong đó có chung cư được triển khai sau ngày các luật nhà ở, luật đất đai sửa đổi có hiệu lực, mà cơ bản đều gắn với quyền sử dụng đất ở có thời hạn, thì sẽ là bước đột phá mang lại nhiều lợi ích cho đất nước. Về vấn đề Tổng Liên đoàn Lao động tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội cho công nhân thuê, các đại biểu cho rằng cần quy định theo phương án 1, bởi Tổng Liên đoàn Lao động đã có kinh nghiệm và đạt được những kết quả cụ thể trong việc triển khai việc này, được công nhân và người lao động đón nhận. Tổng Liên đoàn Lao động có đủ tư cách pháp nhân, có đủ các phòng chuyên môn để thực hiện đầu tư, tổ chức triển khai các dự án theo quy định của pháp luật. Các đại biểu cũng cho rằng, việc giao cơ quan nhà nước hay một tổ chức chính trị xã hội làm chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội để bán cho thuê, mua chưa phù hợp với yêu cầu tách biệt giữa chức năng của cơ quan nhà nước, chức năng của tổ chức chính trị xã hội và chức năng sản xuất kinh doanh. Đại biểu đề nghị cần cân nhắc kỹ, chưa đưa nội dung này vào trong luật mà cần thực hiện theo các quyết định hiện hành, tổng hợp thực tiễn để luật hóa những nội dung đã chính, đã rõ. Quy định Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân. Tôi nhất trí theo phương án 1 với những lý do như đã phân tích trong báo cáo giải trình tiếp thu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ở lập luận của các đại biểu ủng hộ theo phương án này và điều này cũng cấp thiết và ý nghĩa hơn đối với những địa phương như Bình Dương nơi có rất nhiều công nhân lao động là công nhân ngoại tỉnh đến làm việc. Và về mặt kỹ thuật thì cái tên của cái loại nhà này thì tôi cũng có đề xuất như thế này, là tên của nhà ở là nhà lưu trú công nhân. Thế và theo luật cư trú thì các cái hình thức đăng ký cư trú thì gồm có thường trú, tạm trú và lưu trú. Thế lưu trú theo định nghĩa của luật cư trú thì là một người mà ở tại một nơi không phải nơi thường trú và nơi tạm trú của mình trong thời gian dưới 30 ngày. Thế vậy thì sau khi cái nhà này thì bản chất là nhà được xây dựng trong khu công nghiệp và cho công nhân thuê trong thời gian làm việc tại khu công nghiệp, có thể theo tháng hoặc có thể theo năm. Thế vậy thì sau này vấn đề quản lý nhà nước về an ninh trật tự, trong đó quản lý về cư trú thì nó sẽ có cái sự vênh nhất định so với luật cư trú, thì tôi đề nghị cân nhắc thêm để có thể tính toán là cái gọi cái tên cái loại nhà này, ví dụ nhà ở cho công nhân trong khu công nghiệp chẳng hạn, thì cho nó phù hợp và thống nhất trong hệ thống pháp luật. 4. Năng lực, kinh nghiệm sẽ thúc